Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Khi mình bắt đầu video này thì dường như ngoài phố mùa xuân đang đến gần rồi. Mình đã thấy ở trên các ngõ phố bắt đầu bán các chậu cây cảnh rất đẹp. Và chắc là các bạn cũng đang chuẩn bị đón một cái Tết thật là náo nức rộn ràng. Và năm tới sẽ là năm con trâu, một con trâu mới mẻ, một con trâu vàng. Và chắc hẳn các bạn cũng hy vọng những điều tốt đẹp cho năm mới. Và trong dịp này thì Trung tâm Tiếng Anh Pentado có ra đời một khẩu hiệu mà mình nghĩ là rất thú vị. Và nhân dịp này, Trung tâm Tiếng Anh Pentado có ra đời một khẩu hiệu rất thú vị: đón Tết năm châu, học tiếng Anh để dẫn đầu. Đúng như tinh thần của khẩu hiệu đó, năm châu vừa là năm Tân Sửu nhưng đồng thời cũng là mở rộng ra bạn bè thế giới năm châu. Và khi mà các con có tiếng Anh thì chắc chắn các con sẽ trở thành những công dân toàn cầu, là những người dẫn đầu trong một thế hệ mới, trong một kỷ nguyên mới. Và chắc hẳn các bạn với mỗi một dịp mùa xuân, các bạn sẽ mơ ước thật nhiều điều cho con trẻ của mình. Các bạn cũng mong muốn sẽ được đầu tư những điều quý giá nhất, như là về thời gian, như là về công sức để giúp cho con bạn có thể dẫn đầu. Và với khẩu hiệu đón Tết năm châu, học tiếng Anh để dẫn đầu, mình mong muốn là tất cả các bạn đều có thể hỗ trợ đầu tư để giúp cho con có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Và nhân dịp này thì Trung tâm Tiếng Anh Pentado cũng có gói học thử để giúp cho các bạn thử nghiệm bản thân mình, xem mình có phù hợp với cách học đó không, có phù hợp với khóa học hay không. Và khi đã phù hợp rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ dẫn đầu theo một cách nào đó. Và mình tin tưởng rằng với sự định hướng của Trung tâm Tiếng Anh Pentado cùng với sự đồng lòng của các bậc cha mẹ thì chúng ta sẽ có một thế hệ mà các bạn sẽ luôn luôn tự tin, bản lĩnh, và không chỉ ở năm con trâu mà tất cả những năm về sau. Xin chúc mừng năm mới và chúc các bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt trong việc nuôi dạy con.